Xin chào tất cả các em. Như vậy thì bây giờ trong cái clip này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bài tiếp theo trong cái chương trình sinh học 9, đó là bài 4, Lai hai cặp tính trạng. Như vậy là bài hôm trước chúng ta tìm hiểu đó là bài Lai một cặp tính trạng, là cái bài dạng đơn giản. Còn hôm nay chúng ta tìm hiểu về Lai hai cặp tính trạng. Cái phần này thì trong cái bài tập mà về cấu trúc cái đề kiểm tra mục tiếp này, rồi đề kiểm tra cuối học kỳ 1 này, thì thông thường cái dạng bài tập về Lai hai cặp tính trạng này rất là hay gặp. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái phần này nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thí nghiệm của Mendel. Như vậy thì trong cái thí nghiệm này thì Mendel cũng chọn cái đối tượng thí nghiệm, đó chính là cây đậu Hà Lan. Như vậy cái đối tượng thí nghiệm của Mendel đó chính là đậu Hà Lan. Mà vì sao Mendel lại chọn đậu Hà Lan làm đối tượng thí nghiệm thì ở cái bài 2 chúng ta đã tìm hiểu rồi, đúng chứ nào? Như vậy Mendel tiến hành lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản. Hai cặp tính trạng tương phản. Như vậy đây chúng ta có gặp lại cái cụm từ đó là gì? Cặp tính trạng tương phản, thì ở cái bài đầu tiên Mendel và di truyền học thì chúng ta đã tìm hiểu về cái khái niệm này, đúng rồi chứ nào? Như vậy bây giờ cô nhắc lại cho các bạn nhớ lại nha. Cặp tính trạng tương phản là hai cái trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một loại tính trạng. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là gì? Về loại tính trạng là màu sắc của hạt thì chúng ta có hạt màu vàng và hạt màu xanh, nhưng nó biểu hiện ra bên ngoài là hoàn toàn trái ngược nhau, màu vàng và màu xanh. Như vậy đây là một cặp tính trạng tương phản. Thứ hai, về cái loại tính trạng thứ hai đó là cái hình dạng của vỏ hạt, thì chúng ta đây có vỏ trơn và vỏ gì? Vỏ nhăn. Như vậy đây là hai cái biểu hiện hoàn toàn trái ngược nhau của cùng một loại tính trạng, đó là loại tính trạng hình dạng của hạt, thì người ta gọi đây là cặp tính trạng tương phản. Như vậy ở trong phép lai này thì Mendel đã cho lai hai cặp tính trạng tương phản, đó là giữa hạt màu vàng vỏ trơn và màu xanh có vỏ là vỏ nhăn. Thì ông thu được F1 đều có hạt màu vàng vỏ trơn. Sau đó ông cho 15 cây F1 này tự thụ phấn với nhau thì ông thu được F2 có kết quả như sau: 556 hạt thuộc 4 loại kiểu hình. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sang cái sơ đồ hình 4 nha. Rồi, bây giờ có hình ảnh thì cô nhắc lại cái thí nghiệm đầu tiên B. Ở đây nhớ là người ta cho B là thuần chủng. Vì sao chúng ta lại để ý cái chỗ thuần chủng này? Để khi chúng ta viết về cái kiểu gen của nó ở bên trong thì thuần chủng thì nó sẽ có kiểu gen là đồng hợp, rất là dễ dàng cho việc chúng ta xác định được kiểu gen của bố mẹ ban đầu. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái ký hiệu này chính là cây làm mẹ, và ký hiệu có dấu mũi tên lên, chữ O có dấu mũi tên lên gạch như thế này, đó là cây làm bố. Như vậy đây cây làm mẹ có kiểu hình là gì? Hạt màu vàng vỏ trơn. Cây làm bố có kiểu hình là hạt màu xanh vỏ nhăn. Hoặc là chúng ta có thể đổi ngược lại, đó là cái cây làm mẹ có kiểu hình là xanh nhăn và cây làm bố có kiểu hình là vàng trơn. Thì mặc dù cái cây làm bố hay làm mẹ được đổi vị trí cho nhau thì F1 thu được tất cả cũng đều là có kiểu hình là vàng trơn. Như vậy hôm nay chúng ta thấy là nếu cái cây làm mẹ thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần nhì của nó đi, chỉ giữ lại nhụy thôi. Còn cái cây làm bố thì chúng ta sẽ dùng hạt phấn qua thụ phấn cho cây làm mẹ, bởi vì đây là chúng ta đang giao phấn, đúng chứ nào? Tương tự bên này cũng vậy. Thì chúng ta thu được F1 chúng ta thu được kết quả nó tất cả hạt đều có kiểu hình là hạt gì? Vàng và trơn. Sau đó bây giờ chúng ta tiến hành xác định F2, đúng chứ nào? Thì muốn tiến hành xác định F2 á, thì bây giờ người ta sẽ cho các cái 15 cây F1 này, người ta thu được cái hạt này, sau đó người ta thu hạt, cho lấy 15 hạt người ta đem gieo trồng lên thành cây. Và cho những cái cây này nó tự thụ phấn với nhau, tự thụ phấn ở trong cái F1 này với nhau, thì người ta thu được F2. Như vậy F2 thu được có bao nhiêu? 315 hạt có kiểu hình vàng trơn, 108 hạt có kiểu hình xanh trơn, 101 hạt có kiểu hình vàng nhăn và 32 hạt có kiểu hình là xanh
phân nhân. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong toàn bộ cái thí nghiệm của Mendel, cái cách tiến hành cũng như là cái kết quả mà ông thu được. Bây giờ chúng ta đã tìm hiểu xong hình số 4 rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ điền nội dung thích hợp vào cái bảng số 4 ở trong sách giáo khoa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng 4. Đây là cái bảng phân tích kết quả thí nghiệm của Mendel. Như vậy cái nào dễ chúng ta điền trước đúng chưa? Đầu tiên là số hạt này, thì chỗ nào có vàng trơn thì chúng ta điền vào. Ở đây vàng trơn chúng ta có bao nhiêu nè? À, dựa vào hình số 4 đúng không? Chúng ta có 315. Vàng trơn chúng ta có 315. Tiếp theo, vàng nhăn chúng ta có 101 hạt. Tiếp theo, xanh trơn chúng ta có 108. Và cuối cùng là gì? Xanh nhăn chúng ta có 32. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ dựa vào số hạt này để chúng ta tính ra cái tỷ lệ kiểu hình của F2. Như vậy thì khi tính tỷ lệ kiểu hình của F2 này thì chúng ta cũng tính tương tự giống như ở phần bài like một cặp tính tính trạng. Thì chúng ta sẽ giả sử cái số nhỏ nhất chiếm tỷ lệ là 1 phần, sau đó lấy những số còn lại chia cho số nhỏ nhất này xem thử nó được mấy phần và cộng hết các phần đó lại thì chúng ta sẽ được tổng đúng chưa nào. Như vậy đây chúng ta thấy này, nếu 32 mà chiếm 1 phần thì đương nhiên 108 sẽ chiếm bao nhiêu. Ở đây chúng ta nhớ lấy là tương đối thôi, lấy ra ví dụ như là nó gần bằng hoặc là hơn một tí thì chúng ta cũng lấy lại cái số nguyên đó để cho nó ước tính gần bằng chứ không cần phải chính xác để nó ra những cái tỷ lệ mà chúng ta hãy gặp đúng chưa nào. Như vậy đây xanh nhăn nếu nó chiếm 1 phần thì 108 sẽ chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần? À, 3 phần. Và 101 cũng chiếm tỷ lệ 3 phần. Như vậy 315 chúng ta chia cho 32 thì nó chiếm khoảng là 9 phần đúng chưa nào. Như vậy đây chúng ta có 9 cộng với 3 là bao nhiêu? Là 12. Chúng ta cộng với 3 nữa là 15 và cộng 1 nữa là 16. Như vậy đây chúng ta có 315 thì sẽ chiếm tỷ lệ bao nhiêu? À, 9 phần 10 16. Như vậy đây chúng ta có 9 phần 16 vàng trơn như nào. Như vậy đây chúng ta có bao nhiêu đây? 3 phần 16 vàng nhăn. Và đây chúng ta có bao nhiêu? 3 phần 16 xanh trơn. Và đây chúng ta có bao nhiêu đây? 1 phần 16 xanh nhăn. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta xét này, tỷ lệ từng cặp tính trạng ở F2. Như vậy ở đây chúng ta không tính chung nữa mà chúng ta tính riêng tỷ lệ của từng cặp tính trạng, tính riêng nó ra. Như vậy đây chúng ta có thể tính đúng không? Nơi nào có vàng thì chúng ta sẽ cộng lại. Như vậy ở đây vàng có bao nhiêu đây? 315. Rồi chúng ta có vàng ở dưới nữa, đó là 101. Chúng ta lấy 315 cộng cho 101 thì chúng ta có 416 đúng không nào? Trên cho xanh, chỗ nào có xanh chúng ta cộng lại. Đây chúng ta có bao nhiêu? 108 xanh này, 32 xanh này chúng ta cộng lại thì chúng ta được là 140 đúng chứ nào. Rồi, như vậy tỷ lệ này gần bằng bao nhiêu đây cả lớp? À, gần bằng tỷ lệ là 3 1. Đấy, thấy chưa? Ra cái tỷ lệ mà chúng ta mong muốn rồi đấy, đúng chưa? Bây giờ chỗ nào có trơn thì chúng ta cộng lại này. Chúng ta xác định trơn ở đây 315 và trơn 108 thì đây chúng ta có bao nhiêu? À, chúng ta có 423. Rồi, chúng ta chia cho nơi nào có nhân này, chúng ta xác định nhân này 101 nhân 32. Như vậy chúng ta cộng lại chúng ta được 133. Thì cái này nó cũng ra tỷ lệ gần bằng bao nhiêu đây cả lớp? À, xin các em, gần bằng tỷ lệ là 3 1. Như vậy đây chúng ta lưu ý này, nếu nhìn vào cái bảng này, như vậy chúng ta thấy này, ở cái chỗ chúng ta từ cái chỗ là tỷ lệ từng cặp tính trạng ở F2 này và chúng ta ra thấy ra kết quả là bao nhiêu? 3 3 1 3 1, đúng chưa nào. Như vậy ở đây là tung theo quy luật phân ly của Mendel. Như vậy cái tính trạng nào chiếm tỷ lệ 3 phần thì đó là những tính trạng trội. Đó là vàng chiếm tỷ lệ 3 phần 4 này. Trong đây có 4 phần, nó đạt 3 phần rồi thì nó là tính trạng trội. Trơn nó chiếm tỷ lệ 3 phần 4, nó là tính trạng
Tràng rội. Như vậy những tính tràng còn lại chỉ chiếm một phần này, đó là xanh, và nhăn này chỉ chiếm một phần này, thì nó ở đây nó là tính trạng gì đây? À, nó là tính trạng tràng lặng. Như vậy là nếu như dựa vào tỷ lệ từng cặp tính trạng ở F2 này thì chúng ta đã xác định được những tính trạng nào là tính trạng trội và những tính trạng nào là tính trạng lặng. Như vậy đây vàng và trơn là tính trạng trội, còn xanh và nhăn đó là tính trạng lặng chưa? Rồi ở đây chúng ta để ý một chỗ nữa này. Tỷ lệ của các cặp tính trạng, tỷ lệ của các tính trạng nói trên nó có mối tương quan với tỷ lệ kiểu hình ở F2. Như vậy nó được thể hiện ở chỗ nào? Như vậy chúng ta thấy này, tỷ lệ từng cặp tính trạng ở F2 có mối tương quan với tỷ lệ kiểu hình ở F2, nó được thể hiện ở chỗ đó là gì đây? Chúng ta thấy này, ở đây có 9/16 vàng trơn. Như vậy ở đây chúng ta để ý vàng này, vàng chiếm mấy phần đây? À, vàng chiếm 3/4. Vàng chiếm tỷ lệ 3/4. Nhân với đây trơn, trơn chiếm tỷ lệ mấy phần? Cũng 3/4 trơn. Như vậy đây chúng ta lại 3 × 3 thì bằng 9, 4 × 4 thì bằng 16. Như vậy là tỷ lệ kiểu hình của F2 sẽ bằng tích tỷ lệ từng cặp tính trạng ở F2. Như vậy có bạn thắc mắc là 3/4 ở đây chỗ nào? Ở đây cho thấy 3/1 đúng không? Chúng ta lưu ý này, 3 vàng 1 xanh, như vậy tổng cộng vàng và xanh cộng lại là 4 phần, trong đó vàng chiếm tỷ lệ 3 phần đúng chưa? Tương tự chúng ta cũng xác định được cái này luôn đúng chưa? Bây giờ vàng là chúng ta có vàng 3/4. Bây giờ nhăn, chúng ta có nhăn đây, nhăn chỉ chiếm tỷ lệ 1/1, nhân với 1/4 nhăn. Như vậy 3 × 1 thì được 3, và 4 × 4 thì được 10, 16. Tương tự ở bên này chúng ta có xanh trơn, như vậy xanh ở đây chiếm tỷ lệ 1/4, 1/4 xanh chúng ta nhân với gì đây? Trơn, trơn ở đây chiếm tỷ lệ 3/4 trơn thì chúng ta được 3/10, 16. Tương tự ở đây chúng ta có xanh, xanh đây chiếm tỷ lệ 1/4 xanh nhân với 1/4 gì nhân thì ra bằng 1/10, 16. Như vậy đây chúng ta thấy là gì đây? Lưu ý nha, nếu như dựa vào tỷ lệ từng cặp tính trạng ở F2 thì chúng ta sẽ xác định được những tính trạng trội, đó là tính trạng vàng và trơn, vì nó chiếm tỷ lệ là 3/4, và những tính trạng còn lại chiếm tỷ lệ 1/4 đây, 1/4 đây, xanh và nhăn, đó là những tính trạng trạng lặng. Rồi chúng ta thấy là tỷ lệ từng cặp tính trạng ở F2 nó có mối tương quan với tỷ lệ kiểu hình ở F2, nó được thể hiện ở chỗ nào? Đó là tỷ lệ kiểu hình của F2 này chính là bằng tích tỷ lệ của từng cặp tính trạng, ví dụ vàng tích tỷ lệ nhân lại giữa tính trạng vàng và trơn, chúng ta nhân lại thì ra được tỷ lệ kiểu hình của F2. Như vậy từ cái kết quả phân tích thí nghiệm của Mendel này thì ông thấy rằng đó là gì? Các tính trạng về màu sắc và hình dạng của hạt nó di truyền độc lập với nhau, có nghĩa là nó không phụ thuộc vào nhau. Điều này cũng được hiểu với nghĩa là nếu F2 có tỷ lệ phân ly kiểu hình thì bằng tích tỷ lệ phân ly của các cặp tính trạng thì các cặp tính trạng này sẽ di truyền độc lập với nhau. Có nghĩa là nếu như nó ra cái kết quả như thế này thì chúng ta khẳng định rằng các cái cặp tính trạng này nó di truyền độc lập với nhau, đó là ra kết quả là 9 3 3 3 1 đúng chưa nào. Bây giờ chúng ta làm cái bài tập ở trang 15 sách giáo khoa nha. Phần này rất là dễ dàng đúng chưa nào. Hãy điền cụm từ hợp lý vào chỗ trống trong câu sau đây. Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỷ lệ mỗi kiểu hình bằng gì đây? À, bằng tích tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Như vậy đây chúng ta điền từ gì đây? Tích tỷ lệ. Tích tỷ lệ của các cặp tính trạng hợp thành nó. Rồi như vậy cô nhắc lại nha. Đây là kết quả của lai hai cặp tính trạng này. Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỷ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Rồi chúng ta sang tìm hiểu một cái nội dung nữa của cái bài học lai hai cặp tính trạng, đó là biến dị tổ hợp. À, như vậy trước khi tìm hiểu cái khái niệm biến dị tổ hợp là gì thì bây giờ các bạn hãy tìm trả lời cho cô cái câu hỏi sau, đó là F2 có những kiểu hình nào khác với bố mẹ
Như vậy thì bây giờ chúng ta nhìn lại thí nghiệm nha. Rồi, như vậy nếu như nhìn vào thí nghiệm này thì chúng ta thấy ở F2 có hai kiểu hình giống hoàn toàn với bố mẹ của chúng ban đầu. Đó là vàng, trơn, xanh, nhăn. Đây là hai kiểu hình. Lúc đầu chúng ta cho lai giữa bố mẹ là có kiểu hình là vàng đi với trơn và xanh đi với nhăn. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có hai cái kiểu hình khác với bố mẹ. Đó là kiểu hình gì đây? Xanh đi với trơn và vàng đi với nhăn. Và người ta gọi hai cái kiểu hình xanh trơn và vàng nhăn, người ta gọi đây chính là biến dị tổ hợp. Như vậy chúng ta có thể khái niệm lại cái biến dị tổ hợp là gì nè. Như vậy biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ. Chính sự phân ly độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của B, làm xuất hiện cái kiểu hình khác với B. Như vậy đây chúng ta lưu ý này, ở bố mẹ cũng vậy, cô viết lại đây nha. Ở đây có hai kiểu hình, đó là gì này? Vàng nhưng mà không đi với trơn mà là đi với nhăn. Thứ hai đó là chúng ta có xanh, không đi với nhăn mà là đi với trơn. Như vậy hai cái kiểu hình này là không có ở bố mẹ. Tuy nhiên nó lại từng cái tính trạng này thì nó đã xuất hiện ở bố mẹ rồi. Bố cũng có vàng, bố cũng có nhăn, cũng có xanh, cũng có trơn. Tuy nhiên vàng thì không đi với nhăn, xanh thì không đi với trơn, mà vàng phải đi với gì? Trơn, và xanh đi với nhăn. Như vậy biến dị tổ hợp ở đây đó là gì? Sự tổ hợp lại giữa gì đây? Vàng và nhăn. Sự tổ hợp là giữa xanh và trơn. Thì người ta gọi đây chính là biến dị tổ hợp. Những tính trạng này đã có ở bố mẹ rồi, tuy nhiên nó không đi cùng với nhau. Vì sao lại có sự tổ hợp lại này? Đó là chính là sự phân ly độc lập của các cặp tính trạng. Chúng phân ly độc lập, vàng tách ra đi riêng, vàng tách ra đi riêng, trơn tách ra đi riêng. Cho nên trơn khi đi riêng thì nó có thể gặp lại vàng hoặc gặp với xanh, thì đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng này của B này, và làm xuất hiện cái kiểu hình đây là khác với B. B đó là gì? Giữa vàng và trơn với gì? Xanh và nhăn. Và cái biến dị tổ hợp này nó rất là có ý nghĩa ở trong cái giới sinh vật, đặc biệt là ở trong những cái loài giao phối, giao phấn, đúng chưa nào? Như vậy thì sang cái clip ngày hôm nay thì đến đây là hết rồi. Sang cái clip sau á, cái phần này thì chúng ta chỉ mang tính chất là tìm hiểu thí nghiệm rồi nắm kết quả của thí nghiệm thôi. Còn sang cái bài tiếp theo thì chúng ta sẽ giải thích nó dựa theo về mặt di truyền để giúp cho chúng ta có thể làm bài tập được. Hay nói chính xác là cái tiết sau là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái công thức đó, cái đặc điểm di truyền ở bên trong như thế nào. Như vậy là hẹn gặp lại các em ở cái clip tiếp theo về cái bài số 6, đó là bài số 5 lai hai cặp tính trạng tiếp theo về giải thích cái kết quả thí nghiệm của Mendel. Nếu các bạn thấy cái clip này hay thì nhớ like rồi share để các bạn khác cùng học tập nha. Và nếu như mà có quảng cáo thì các bạn cũng nên kích vào quảng cáo, xem quảng cáo để ủng hộ vào kênh của thầy cô nha. Rồi tạm biệt.